Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự diễn hành văn hóa quốc tế tại New York lần thứ 20 do Destiny thực hiện. Destiny xin kính chào quý vị. Hiện giờ Destiny đang có mặt trên đại lộ 6 của thành phố New York để ghi lại vài hình ảnh cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 20 do cộng đồng người Việt quốc gia New York tổ chức, cùng với cộng đồng của tất cả các tiểu bang từ Hoa Kỳ, có cả Canada và châu Âu về đây. Chủ đề năm nay đó là Hưng Đạo Vương, Đại Phá Quân Nguyên, và một chủ đề quan trọng đặc biệt khác đó là tuổi trẻ và tương lai. Destiny kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được hôm nay. So amazingly happy to see so many contingents from different parts of the country coming to New York City to celebrate what America is all about. One nation, of the people, for the people, by the people. And this is actually so, so interesting to see so many representations from different parts of the United States coming to New York City to celebrate what we're all about. Đứng trước sự tồn vong của một dân tộc mà văn hóa và lịch sử ngày càng bị mai một, thế hệ đi trước, những người đã bỏ nước ra đi từ 44 năm nay, luôn muốn gìn giữ và trao lại cho con cháu mình những nét văn hóa, truyền thống của tổ tiên đã bao đời gây dựng. Là một nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thành ra chúng tôi nếu mà có dịp để dương cao ngọn cờ của Việt Nam Cộng Hòa thì là chúng tôi không bao giờ bỏ qua. Và đây là chúng tôi là nữ quân nhân đến từ Washington DC và hai chị này là đến từ Bắc California. Cô có vài lời. Dạ. Tôi rất hân hạnh được đến đây trong ngày hôm nay, 20 năm kỷ niệm ngày diễn hành. Chúng tôi xin mời lời phát biểu kế tiếp của Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Liên hội. Bộ quân phục này cũng được thể hiện để sau này chúng ta vẫn còn trở về Việt Nam. Ông Đoàn Hữu Định xin đại diện cho khu hội của tù nhân chính trị ở Louisiana và đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia ở Louisiana xin phát biểu vài cảm nghĩ về ngày văn hóa quốc tế ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sau 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đã mất hết tất cả. Và ngày hôm nay, chúng ta còn một cái tiền đồn cuối cùng để vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, đó là ngày diễn hành văn hóa quốc tế ngày hôm nay. Vì thế cho nên tôi xin kêu gọi tất cả mọi người ở trên toàn thế giới là những người Việt tị nạn cộng sản, hãy cùng góp tay với ban tổ chức diễn hành văn hóa quốc tế để duy trì và vinh danh. Đó là cơ hội để vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Cô đến từ Houston, Texas. Lần này cô đến dự là lần thứ hai. Cô đã đi một lần rồi, nhưng mà cô rất thích đi, tại vì mình đi để mình phát huy cho cái người Việt mình, với mình quảng bá cho cả thế giới biết văn hóa của mình. Cô nghĩ vì sao mà mình cần quảng bá cái văn hóa của mình đến thế giới? Mình cần quảng bá đến thế giới cái miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ mình để người ta biết mình có hiện diện tại đất Mỹ nè, trên cả thế giới. Và vì sao mình tới đất nước này và cả các nước trên thế giới? Đó là lý do mình càng phải phát huy. Cô muốn là mỗi năm mình càng lớn mạnh mà càng là huy hoàng hơn. Ban tổ chức, chú Nguyễn Văn Tánh cũng như là Thara Thu mong muốn rằng là cái cột mốc của 20 năm mà tất cả các quý vị niên tưởng đã làm cho diễn hành văn hóa quốc tế, thì đây là cái năm mà tuổi trẻ chúng ta cần phải bước vào, chúng ta cần phải ủng hộ cho cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế 20 năm kế tiếp. Đó là cái mục đích của cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế năm nay. Ngoài ra, cho tuổi trẻ một cái xe hoa riêng, nói lên cái sự trân trọng, nói lên cái sự kêu gọi. Và chúng tôi mong rằng các bậc phụ huynh, các hội đoàn, các đoàn thể, các chủ tịch cộng đồng thấy rằng ban tổ chức đã nhìn về cái hướng của 20 năm sau. Và chúng ta mong rằng cái diễn hành văn hóa quốc tế tại thành phố New York sẽ được tồn tại mãi mãi trong lòng người Việt hải ngoại, những người Việt mà sống tha hương, những người Việt mà đi đấu tranh để gìn giữ cái lá cờ vàng này. Trong phần phát biểu tại nghi thức khai mạc, chúng tôi ghi nhận có nhiều thế hệ thứ hai giờ đây đã là chủ tịch của các cộng đồng. Họ đứng ra nhận lấy trách nhiệm từ thế hệ đi trước.
muốn gìn giữ những nét truyền thống văn hóa thuần túy của người Việt Nam và trao lại cho con cháu mình trên quê hương thứ hai này. Chúng tôi đã kêu gọi tất cả anh em cùng tuổi và có thể các em nhỏ cùng nhau chúng ta làm việc chung với cộng đồng và luôn luôn gánh vác những trách nhiệm bổn phận của người đi sau và tiếp nối những cái việc gian dở của cha ông trước. Và đây là một cái cơ hội mà chúng ta có thể đoàn kết và cùng nhau phấn đấu cho một lý tưởng chung để xây dựng một quốc gia Việt Nam chúng ta dưới ánh sáng tự do và dân chủ. Là thế hệ thứ hai sẽ tiếp nối những cha ông của chúng ta, và chúng tôi sẽ hứa là một ngày đất nước Việt Nam sẽ được thanh bình và ngọn cờ vàng ba sọc đỏ sẽ bay phấp phới trên đất nước Việt Nam. Về nghi lễ tín ngưỡng và phong tục tập quán là đạo Cao Đài có bổn phận và trách nhiệm để gìn giữ cái văn hóa, để phát huy văn hóa của dân tộc nói chung và đạo Cao Đài nói riêng. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các tôn giáo cũng gìn nền văn hóa dân tộc ở hải ngoại, và chúng ta cũng chia sẻ cái tín ngưỡng của chúng ta đến với tất cả các đồng bạn, đặc biệt nhất là ở tại New York là một cái nơi văn hóa của thế giới. Lần đầu tiên giang sĩ đã tham dự ở đây, kêu gọi các anh chị em hậu vệ khắp nơi hãy cố gắng rút thời gian về New York mỗi năm cùng đồng hành với ban tổ chức. Dạ, xin cảm ơn. Với chủ đề thế hệ trẻ và tương lai đã thu hút được những phụ huynh đã đem con em mình của thế hệ thứ ba, thứ tư, các em muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam và tự hào mình là người Việt Nam. Con năm bữa nay là ngày của người Việt Nam, là con bố mẹ con dạy là mấy năm trước là phải biết cái culture của mình. Vậy mai mốt con có mấy đứa, phải con chỉ mấy đứa nhỏ nữa không cô? Oh, I'm really in tune with my Vietnamese culture because of my parents, and I'm so grateful for that because I'm from America, obviously, but being able to mix the two together is such an honor, and being at this parade really brings me in tune with my Vietnamese culture, and I'm glad that I'm able to come every single year. About being Vietnamese or Vietnamese American, it feels great to show everyone, oh, this is my Vietnamese pride. Hi, Mom! I love you! Mom, Dad, if you're watching this, we love you! It's because of a Vietnamese culture parade, and even though I was born in the U.S., I want to be a Vietnamese. Destiny, tường trình cho SBTN từ thành phố New York. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng với thân bằng quyến thuộc, đồng đạo, quý chiến hữu và đồng hương Tây Ninh. Chồng, cha, ông của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Luận, đạo hiểu tộc đạo Orange, châu đạo California, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại úy tiểu khu Sadek Việt Nam, đã quy vị vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 6 2019, nhằm mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Hợi tại Westminster, California, hưởng thọ 75 tuổi. Linh cữu hiện quàn tại Peak Family Funeral Home, phòng số 4, 7801 Boza Avenue, Westminster, California 92683. Chương trình tang lễ ngày thứ Bảy 15 tháng 6 2019, từ lúc 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, cúng đức chí tôn, lễ tẩn liệm, cáo từ tổ, thành phục phát tang, chánh tế, phụ tế, từ 11 giờ đến 1 giờ 30 trưa, thăm viếng, phân ưu, đáp từ, cầu siêu, di quan, hỏa táng. Cao Đài Foundation, Đại đạo Thanh niên Hội, đồng đạo các nơi xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn ông Nguyễn Văn Luân sớm về an vui nơi cõi thiêng liêng hằng sống.